Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin cập nhật đến với mọi người lịch giải quyết hồ sơ tại NVC Trung tâm Visa Mỹ, cập nhật vào ngày 16 tháng 2 ngày thứ ba. Tuần này do ngày thứ hai là ngày lễ President Day nên NVC cập nhật giải quyết hồ sơ trễ hơn một ngày so với thông lệ. Qua lịch cập nhật này, Trung tâm Visa Mỹ sẽ xét các hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ như là cấp Case Number và Invoice ID Number, xét các hồ sơ làm 6 bước với NVC và trả lời thư Ask NVC mà cô chú và các anh chị gửi để hỏi các thắc mắc về hồ sơ của mình. Xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Theo lịch cập nhật ngày hôm nay ngày 16 tháng 2, thì trung tâm đang xét cấp Case Number và Invoice ID Number cho những hồ sơ mà NVC nhận được từ Sở Di trú chuyển qua. Các hồ sơ này đã được Sở Di trú xét chấp thuận. Là ngày 8 tháng 2 năm 2021, tăng được 11 ngày so với tuần trước, tăng cũng khá nhanh. Thời gian thông thường mà trung tâm Visa NVC nhận được hồ sơ đã được chấp thuận từ Sở Di trú gửi qua là từ 30 cho đến 45 ngày. Và theo cập nhật của Trung tâm Visa NVC, Trung tâm đang xét các hồ sơ nộp đủ giấy tờ làm 6 bước với NVC. Vẫn giữ nguyên là ngày 16 tháng 11 năm 2020 của tuần trước. Tuần này Trung tâm Visa đã xét không tăng ngày nào. Và hiện tại, do đang có xác lệnh ngừng cấp visa của Tổng thống cho các diện F và diện IR5, nên NVC có thông báo là sẽ ưu tiên xét cho 4 diện CR1, IR1, CR2 và IR2. Là diện vợ chồng và các con nhỏ của công dân Mỹ. Tuy nhiên, Trung tâm Visa vẫn đang xét các hồ sơ cho diện F. 6 bước NVC là khi hồ sơ của cô chú và các anh chị làm các bước như đóng tiền phí visa và tiền phí bảo trợ tài chính, điền đơn DS-260, nộp các giấy tờ bảo trợ tài chính của người bảo lãnh và nộp các giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh. Và theo cập nhật của Trung tâm Visa NVC, đến ngày hôm nay, Trung tâm đang trả lời đơn Ask NVC mà cô chú và các anh chị gửi để hỏi về các thắc mắc về hồ sơ của mình. Đến ngày 6 tháng 2 năm 2021, tăng được 5 ngày so với tuần trước. Và đây là mẫu đơn Ask NVC. Thông qua mẫu đơn này thì cô chú và các anh chị có thể gửi cho Trung tâm Visa để xin Case Number và Invoice ID Number nếu như hồ sơ của chúng ta chưa có thông tin này, hoặc là để cập nhật địa chỉ nhà của người bảo lãnh nếu như chúng ta có đổi địa chỉ nhà mới, và để hỏi thăm tình trạng mở hồ sơ sau khi ngày ưu tiên lịch mở hồ sơ đáo hạn vượt qua ngày ưu tiên hồ sơ của cô chú và các anh chị mà NVC vẫn chưa mở hồ sơ. Chi tiết cách điền đơn Ask NVC và các mẫu thư để hỏi NVC Điệp đã có đăng trên video clip trước, cô chú và các anh chị có thể tham khảo nha. Lịch giải quyết hồ sơ này của Trung tâm Visa NVC sẽ được Điệp cập nhật vào mỗi tối thứ hai hàng tuần để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo khi có những video clip mới mà Điệp đăng lên chia sẻ cùng với mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.